Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phê Game và mình là Kwan. Như tựa đề thì chắc các bạn cũng đã biết hôm nay mình sẽ nhắc tới tựa game nào. Đó là Wilson Lost of Mayhem. Vậy nó có đáng chơi không? Nó đã làm tốt và không tốt ở điểm nào? Hãy cùng mình tìm hiểu ở trong video này nhé. Trước hết để mình hỏi các bạn một câu. Khi nhìn thấy cốc nước ở trên màn hình, bạn sẽ gọi nó là cốc nước vơi một nửa hay một cốc nước đầy một nửa? Dù câu trả lời của các bạn là như thế nào thì cũng sẽ liên quan trực tiếp tới những gì mà mình sẽ nói tới ở phần sau của video. Vậy nên đừng bỏ qua nó nhé. Wilson Lost of Mayhem, hay gọi tắt là Wilson, là một tựa game tới từ studio nhỏ cùng tên được ra mắt vào ngày 13 tháng 2 vừa qua. Wilson tuy mới ra mắt nhưng đã trải qua gần 4 năm Early Access. Thế nên quá trình phát triển của nó hẳn cũng là đủ để tạo ra những chiều sâu nhất định cho game. Và mình cũng xin nói trước là trong video này sẽ có rất nhiều những so sánh giữa Wilson và những người tiền nhiệm của nó. Dù mình hiểu là một tựa game nên được đánh giá tách biệt, nhưng với thể loại action RPG, mình nghĩ là sẽ cần có những ngoại lệ nhất định. Trước hết là về mặt đồ họa, mình có thể nói rằng đội ngũ phát triển của Wilson đã làm rất tốt ở mảng này. Cảnh vật, môi trường và gần như là mọi thứ về mặt hình ảnh của Wilson đều được chỉn chu. Hiệu ứng tới từ những kỹ năng đa số đều khá là đã mắt. Đôi khi lại còn có những cảnh xoay góc nhìn của nhân vật sang một hướng khác để bạn có thể cảm nhận được nhiều hơn thế giới của Wilson. Nếu có điều gì đó mà mình không hài lòng trong phần đồ họa thì có lẽ là những cắt cảnh ở trong game chưa làm thực sự tốt lắm. Toàn bộ cutscene ở trong game vẫn là theo dạng in-game cutscene chứ chưa thể là cinematic. Nhưng thôi, với một studio indie, mình nghĩ là chúng ta hoàn toàn có thể hiểu điều đó. Yếu tố thứ hai mà mình muốn đề cập tới là âm thanh. Ở phần này thì phải nói rằng Wilson chỉ là một studio nhỏ nhưng đã thật sự vô cùng đầu tư. Những bản soundtrack nghe oai hùng và ấn tượng. Những âm thanh hiệu ứng trong game tuy không đạt tới độ xuất sắc nhưng cũng có thể nói là đã làm tốt phần việc của nó. Và một lần nữa, đây là điểm mà mình đánh giá cao ở Wilson. Về yếu tố thứ ba mà mình muốn nói tới đó là cốt truyện. Phải nói trước rằng cốt truyện trong những tựa game action RPG chưa bao giờ được đánh giá quá cao. Ngay cả với dòng game Diablo thì bản thân câu chuyện diễn ra trong trò chơi cũng chỉ dừng ở mức khá chứ chưa đạt tới độ xuất sắc. Bù lại thì Diablo lại được xây dựng vô cùng kỳ công bởi những cuốn tiểu thuyết, những ấn phẩm bên lề. Đó là lý do thế giới Diablo vô cùng đồ sộ và ấn tượng. Nhưng tất nhiên, tất cả những thứ đó sẽ không bao giờ được xếp vào một phần trải nghiệm cốt truyện của game, ít nhất là đối với mình. Giống như việc bạn xem một bộ phim nào đó rồi chê nó tệ và fan của họ bắt đầu lải nhải về những cuốn tiểu thuyết, những bộ truyện mà bạn phải đọc để hiểu bộ phim đó vậy. Với cá nhân mình, cốt truyện của game cần phải được thực hiện ngay trong chính tựa game đó. Và hiện tại, với Wilson, mình có thể nói rằng nó chưa thật sự được làm quá tốt. Nhưng mối quan hệ thân thiết và tương tác giữa những nhân vật ở trong game vẫn đa số chỉ dừng lại ở mức lời thoại, chứ chưa có quá nhiều hành động để mình có thể cảm nhận được. Điều đó vô hình chung khiến cho mình không có quá nhiều cảm xúc với các nhân vật. Nên mỗi khi có một nhân vật nào đó có vẻ quan trọng chết đi thì mình kiểu ok. Nói vậy thì không có nghĩa là Wilson có một câu chuyện dở tệ. Mình nghĩ rằng nếu thật sự họ có lồng tiếng cho những nhân vật tốt hơn, cảm xúc hơn, có những cinematic chất lượng để thể hiện đúng ý đồ của câu chuyện mà họ kể lại thì chắc chắn là nó có thể đạt ở mức khá đến tốt. Tuy nhiên, đó thì lại là câu chuyện của tương lai. Ở thời điểm hiện tại thì mình không hề hài lòng với câu chuyện của Wilson. Yếu tố cuối cùng cũng là yếu tố mà mình muốn tập trung và dành thời gian lớn nhất để nói tới, đó là gameplay. Thực tế thì đây vốn đã là khía cạnh quan trọng nhất đối với mọi tựa game, nhưng với action RPG nó lại càng quan trọng hơn nữa. Đầu tiên, điểm đặc biệt lớn nhất của Wilson mà chúng ta có thể nhận ra ngay từ khi bắt đầu game, đó là tựa game này không hề có các lớp nhân vật nào cả. Đúng vậy, một game action RPG và chúng ta không có bất kỳ class nào cả. Tuy nhiên, khả năng sử dụng kỹ năng của bạn lại bị giới hạn theo vũ khí mà bạn sử dụng. Tính năng này mình đánh giá là khá hay, bởi vì nếu giả sử bạn nổi hứng lên và muốn chơi theo một kiểu chơi mới, bạn sẽ không nhất thiết phải kể lại từ đầu mà hoàn toàn có thể tẩy hết những điểm đã cộng vào các bảng nhân vật, cầm lên một set đồ mới và vậy là bạn đã có một nhân vật mới rồi. Khá là tiện đúng không? Trong Wilson, bạn sẽ được trải nghiệm một tính năng mới mà cũ, đó là Gate of Fate. Thực chất đây chính là một phiên bản khác của Skill Tree ở trong Path of Exile. Dẫu vậy, nếu trong PoE thì lằng nhằng và khó hiểu và bạn cần phải tìm hiểu cực kỳ kỹ càng trước khi tăng bất kỳ một điểm nào trong cái bảng khổng lồ đó. Thì ở trong Wilson, mọi thứ có vẻ đơn giản hơn rất là nhiều, bảng Skill Tree nhỏ hơn và dễ để điều chỉnh hơn.
hãy nói về trải nghiệm chiến đấu ở trong game. Một action RPG muốn tốt phải tạo được sức nặng cho những cú ra đòn, những kỹ năng mà người chơi sử dụng. Để có được điều này thì đó là sự kết hợp giữa âm thanh, hình ảnh, tương tác giữa những kỹ năng với môi trường và quái vật, người chơi. Và phải nói rằng ở về mặt này thì Wilson đã làm cực kỳ tốt, tốt hơn bất kỳ một trải nghiệm action RPG nào mà mình đã từng chơi. Thiết kế kỹ năng ở trong game cũng đạt ở mức ổn. Mục tiêu của đội ngũ làm game có vẻ như là muốn khiến cho mọi skill đều có thể sử dụng trong một vài trường hợp nào đó, vì tất cả chúng đều có giá trị tương đương nhau ở trong game. Tuy nhiên, để khiến cho mọi kỹ năng đều cân bằng là điều vô cùng khó, nếu không muốn nói là không thể. Việc skill này mạnh hơn cái khác là chuyện vô cùng đương nhiên ở trong bất kỳ một tựa game nào, và thực tế là sự cân bằng tuyệt đối là không tồn tại. Lấy ví dụ thực tế ở trong game, hiện tại ở thời điểm mình đang chơi là patch 1.0.4 thì đang có 40 kỹ năng ở trong game. Trong đó, theo mình đánh giá là chỉ có khoảng đâu đó một nửa trong số đó có thể gọi là từ khá tới mạnh. Còn lại đa số đều không có tính áp dụng cao lắm. Có chăng thì người chơi cũng chỉ sử dụng chúng bởi vì thích cái phong cách của skill đó, chứ còn thực sự thì chúng không hữu ích lắm nếu mà để đem ra so sánh với những skill khác. Như mình đã nói, đạt tới sự cân bằng tuyệt đối là không thể ở trong bất kỳ một trò chơi trực tuyến nào. Vậy nên, nhà phát triển chỉ có thể cố gắng tiến tới tiệm cận của sự cân bằng. Họ sẽ còn một quãng đường dài, nhưng chí ít thì Wilson cũng đang đi đúng hướng. Lại nói về kỹ năng, mỗi skill đều có cho mình những modifier. Những modifier đó sẽ nâng cấp hoặc thay đổi những tính năng của những kỹ năng, qua đó khiến tính tùy biến của trò chơi được đẩy lên cao hơn. Về mặt này thì mình thấy nó khá là giống so với Diablo 3, có chăng chỉ khác nhau giữa cái tên modifier so với skill rune. Một skill cũng có rất nhiều lựa chọn cho các bạn để nâng cấp theo ý thích. Đôi khi vẫn là một kỹ năng đó, nhưng nếu bạn không biết rõ tất cả những hiệu ứng đã được tùy chỉnh của nó thì có khi bạn còn chẳng nhận ra đấy là skill đó. Lấy ví dụ thì có một kỹ năng cho phép bạn gọi một con người đầm lầy bẩn bẩn, nhưng nếu bạn tùy chỉnh nó theo đúng hướng, bạn có thể có một pháp sư bảo vệ bạn hoặc thậm chí là một anh bạn cầm song đao. Kỹ năng tương đối tốt và đa dạng là vậy, nhưng hệ thống quái vật chiến đấu trong game lại là một điểm trừ lớn. Mà nực cười là điểm trừ của nó lại chính là thế mạnh của cái phần thiết kế kỹ năng, đó là tính đa dạng. Có mỗi mấy con quái mà mình cứ phải đánh đi đánh lại, mà mình nghĩ là họ hoàn toàn có thể làm hơn thế. Ví dụ là hai con trùm ở chương 1 và 2 ở trong game là Edric và Lumbach. Nó viết là Lumbach, mình cũng chả hiểu đọc nhau luôn. Chúng được thiết kế hay và thú vị, nên mình tin là nếu chỉn chu hơn trong việc xây dựng kẻ địch ở trong game thì họ hoàn toàn có thể làm tuyệt vời hơn nữa. Nhưng nếu xét trên thời điểm hiện tại thì phải nói rằng là chiến đấu ở trong Wilson sẽ khá là nhàm chán bởi vì có quá ít kẻ địch, mà thậm chí đã ít rồi, chúng lại còn hơi hơi giống nhau nữa. Sau một thứ tệ thì chúng ta lại tiếp tục nói về một thứ hay ho. Đó là mình thấy Wilson có một thanh năng lượng khá là thú vị. Về cơ bản trong game bạn sẽ có hai dạng mana là Willpower và Rage. Tổng mana cộng lại của hai dạng luôn luôn bằng một con số nhất định, và bạn sẽ mất bên này thì sẽ được bên kia. Ví dụ bạn đang có 500 Willpower và 500 Rage, bạn dùng một skill và mất 100 Willpower, thì bây giờ bạn sẽ còn 400 Willpower và 600 Rage. Cơ chế này hay ở chỗ là khiến bạn phải tính toán nhiều hơn trong việc sử dụng skill nào trước và sau, và những cách xây dựng nhân vật để tối ưu hóa được năng lượng của bản thân. Hãy lấy ví dụ là nhân vật của mình đi, là một nhân vật đánh theo đường pháp sư cầm súng, dù nghe nó hơi sai một chút. Mình có 2 skill sử dụng Willpower và 3 là dùng Rage. Các bạn có thể thấy là mình sẽ gần như không bao giờ phải lo quá nhiều về vấn đề tốn năng lượng khi mà mình có thể dung hòa giữa hai dạng này. Cơ chế này khá là hay đối với mình. Tuy nhiên, điểm trừ của nó mang lại là khiến những người chơi thiên về một hướng nào đó sẽ có phần lép vế hơn ở trong thời điểm hiện tại của Wilson. Vì khi bạn chơi chuyên một hướng nào đó thì cũng đồng nghĩa với việc là bạn tự giới hạn những kỹ năng mà mình có thể sử dụng, và cũng giới hạn luôn cả lượng năng lượng mà bạn có thể sử dụng nữa. Kế tiếp là itemization, hay có thể gọi là cơ chế thiết kế trang bị. Trong những tựa game action RPG thì đây là một điểm mấu chốt để tạo ra sự đột phá. Itemization là một vấn đề rất chuyên sâu, và thật sự là cho đến hiện tại mình nghĩ là cũng chưa có bất kỳ ai có đủ số liệu và thống kê để có thể phân tích chính xác những công thức tính toán trong trang bị của Wilson. Nên phần này thì mình sẽ tạm không nhắc tới trong video này nhé. Tuy nhiên, có một điều quan trọng là cho tới hiện tại mình không biết liệu Wilson có giới hạn về các đặc tính ở trên món trang bị không. Ví dụ như mình thấy tất cả những trang bị trên người đều có khả năng cộng sát thương cho người sở hữu, hay thậm chí là một cái áo, cái quần cũng có thể tăng tốc độ di chuyển. Việc giới hạn khả năng của những trang bị là vô cùng cần thiết. Wilson cần phải để ý điều này nếu không muốn rơi vào vết xe đổ của Diablo 3. Sai lầm của họ là nghĩ việc để trang bị như vậy sẽ khiến người chơi tạo ra nhiều hướng xây dựng nhân vật hơn. Nhưng sự thật thì không phải là như thế.
Như chúng ta đã nói ở trên, sự cân bằng là thứ gần như không bao giờ tồn tại cả. Vậy nên, không chỉ với những kỹ năng mà ngay cả với những đặc tính của trang bị cũng có cái mạnh hơn, cái yếu hơn. Nếu không giới hạn đặc tính của trang bị thì sẽ rất dễ rơi vào trường hợp tất cả mọi người đều cùng cố gắng tối đa hóa một vài chỉ số nào đó. Và qua đó, tính đa dạng mà nhà phát triển muốn sẽ không bao giờ có. Mình vẫn còn khá buồn cười việc trong Diablo 3 có thể có những chiếc dây chuyền cộng sát thương mạnh tới mức mà bạn chỉ cần bỏ nó ra là bạn thành phế vật luôn. Hiện tại, ở Wilson vẫn chưa có được điều mà mình mong muốn. Lại nói về chủ đề giới hạn, chúng ta sẽ nói tiếp về endgame content của Wilson để có thể biết chúng ta có thể cùng tựa game này đi bao xa. Trước hết, endgame content là để nói về những trải nghiệm của bạn sau khi đã phá đảo game. Với Wilson thì mỗi nhân vật đều có thể lên tối đa được cấp độ 90 ở thời điểm hiện tại và bạn có thể phá đảo game ở đâu đó là khoảng level 40. Tức là endgame content của Wilson phải đáp ứng được tới 50 cấp độ ở sau đó và thậm chí là hơn thế. Câu hỏi được đặt ra là game đã thực hiện được điều đó chưa? Câu trả lời là tương đối rồi. Nó cũng không phải là rồi ấy, mà nó chỉ là tương đối rồi thôi. Dù gặp lỗi chết người về tính đa dạng ở kẻ địch thì đổi lại, endgame content của Wilson lại làm rất tốt. Hệ thống nhiệm vụ Champion ở Stormfall khá là thú vị và cũng đủ để người chơi khám phá và có mục đích để chơi tiếp sau khi đã hoàn thành phần cốt truyện chính. Tất nhiên là sẽ còn tuyệt vời hơn nữa nếu hệ thống trang bị và quái vật được thực hiện tốt hơn. Để chốt lại trong phần gameplay thì mình sẽ đánh giá về sự tối ưu hóa của game. Và phải nói rằng đây là điểm trừ lớn nhất của Wilson và cũng là lý do khiến nó bị đánh giá tiêu cực nhiều tới vậy ở trên Steam cũng như Metacritic. Có rất nhiều lỗi từ lặt vặt tới trầm trọng ở trong game. Bạn có thể sẽ bị một con quái vật lao vào người xong rồi rơi luôn vào một chiều không gian khác. Bạn cũng có thể dùng một skill không được nhưng mà vẫn mất mana như bình thường. Bạn cũng có thể đăng đánh boss rồi bị giật một phát và xong rồi mất mạng luôn và không hiểu sao. Nói chung là không thiếu những tình huống dở khóc dở cười mà bạn có thể gặp ở trong game. Ok, quay trở lại với đầu video, mình đã hỏi các bạn là cốc nước trên màn hình là đầy một nửa hay vơi một nửa đúng không? Thực ra hình ảnh đó có liên hệ trực tiếp tới một câu tục ngữ về việc bạn nhìn nhận một vấn đề là tiêu cực hay tích cực. Đối với mình thì Wilson chính là một cốc nước như thế. Có quá nhiều vấn đề trong một tựa game tiềm năng như thế này và thật sự là mình đã có những khoảnh khắc khá là ức chế khi chơi. Nhưng điều giữ mình ở lại, thứ nhất là tiềm năng phát triển, thứ hai là cách mà nhà làm game đối xử với đứa con tinh thần của họ. Đội ngũ của Wilson dù bé nhưng vẫn luôn có những bài thông báo liên tục và đầy đủ về tình hình hiện tại ở trong game. Và họ dù đang chậm nhưng Wilson vẫn đang làm tốt lên từng ngày. Lỗi server bây giờ đã gần như là không còn, trải nghiệm game đã được tối ưu hơn, lỗi lặt vặt cũng đã dần ít hơn và mình tin là cốc nước này cũng sẽ dần đầy hơn. À, các bạn có biết còn một cốc nước nào nữa không? Đó chính là Warcraft 3 Reforged. Nhưng mà sự khác biệt ở đây là Wilson đang được đổ thêm nước vào. Còn Reforged thì là một cốc nước đầy nhưng mà đang bị rút đi. Quên mất đây là video review game chứ không phải là cà khịa Reforged. Ok, với tất cả những đánh giá ở trên, mình cho Wilson điểm khá phê trừ. Vậy còn các bạn thì sao? Các bạn có sẵn sàng cầm cốc nước mang tên Wilson lên và cạn ly với mình không?